Người có tài hay không, nhìn ba đặc điểm này là rõ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, thành công không phải ngẫu nhiên mà có. Trên con đường thành công, mỗi chúng ta đều phải trải qua những thử thách và gian nan khác nhau. Bảo kiếm phải trải qua mài giũa mới thành. Hương hoa mai thì luôn đến từ trong giá lạnh. Những người có thể thực sự đạt đến đỉnh cao của cuộc sống thường phải chịu đựng những áp lực mà người thường không thể chịu đựng được. Đồng thời, họ cũng rất giỏi giải quyết vấn đề. Người muốn thành đại sự, ắt phải biết nhìn xa trông rộng và suy nghĩ sâu xa hơn những người khác. Nếu một người có ba đặc điểm này, thì tài giỏi, bản lĩnh, có mệnh giàu sang, phú quý tìm đến. Mời quý vị cùng đón xem bài chia sẻ để xem mình có đặc điểm này không nhé. Thứ nhất là không chỉ hoãn. Thời gian không chờ đợi ai. Chuyện đơn giản mà cứ chần chừ thì làm mãi cũng không xong. Bạn biết sử dụng tốt quỹ thời gian của hôm nay để chăm chỉ nỗ lực. Thứ bạn nhận lại được chính là những tháng ngày tốt đẹp ở tương lai. Hai từ lười biếng vốn không hề có trong từ điển của những người thành công. Ngày đi học, nhà văn Lỗ Tấn đã khắc trên bàn học của mình một chữ tảo, nghĩa là sớm. Mỗi khi bản thân lười biếng, ông lại nhìn vào chữ đó để nhắc nhở bản thân không được trì hoãn, phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm việc cẩn thận. Ông luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể. Sau cùng, Lỗ Tấn đã trở thành người mở đường cho nền văn học hiện đại của Trung Quốc với vô số thành tựu rực rỡ. Mọi thứ thật ra rất đơn giản. Bí quyết của tất cả chỉ có hai từ: bất khuất và kiên trì đến cùng. Kiên trì chính là chiến thắng. Tôi tin đây là chân lý mà ai cũng hiểu. Nói thì đơn giản, nhưng làm được thì rất khó. Để có thể kiên trì làm một việc gì đó đến cùng, kỳ thực rất khó. Đa số mọi người sẽ chọn từ bỏ khi họ không còn thấy hy vọng nữa. Cũng có một số người đã từ bỏ ngay khi vấp phải một chút khó khăn ban đầu. Và khi bạn chọn bỏ cuộc, đồng nghĩa là bạn cũng từ bỏ cơ hội để thành công. Bí quyết thành công của nhà soạn nhạc nổi tiếng Tchaikovsky chính là mỗi ngày đều làm việc nghiêm túc và chuẩn xác. Ông tự đặt ra các quy tắc cho bản thân, luôn giữ tinh thần tích cực trong công việc. Những người khi thất bại hay thành công đều chỉ biết đổ lỗi cho số phận, thì định sẵn cả đời chỉ có thể mãi là một người tầm thường. Những người thực sự có thể giữ đôi chân mình trên mặt đất và chú tâm tu dưỡng bản thân mới có thể trở thành vua của cuộc đời mình. Hãy trân trọng từng giây từng phút. Hãy ngừng lười biếng và luôn chăm chỉ. Chỉ có như vậy, bạn mới từng bước vươn tới thành công. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, trên đời sẽ không còn chuyện gì là không thể với bạn. Sự chăm chỉ mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bạn chỉ cần tập trung làm việc, không trì hoãn cũng như không thoái thác. Rất nhanh chóng, bạn sẽ nhận ra thành công đang ở cận kề mình rồi. Thứ hai là không nói nhiều. Mở miệng thì dễ mà im lặng lại khó. Biết im lặng đúng lúc đúng chỗ không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn cho thấy bản lĩnh của một con người. Có một câu chuyện như sau. Sau khi lên ngôi, một vị vua nọ thường bỏ bê chuyện triều chính. Các quan đại thần thấy vậy đều vô cùng lo lắng, nên chúng quan tìm cách can gián, bèn hỏi vua. Có một con chim lớn, 3 năm không bay lượn, không cất tiếng hót, là vì nguyên cớ gì? Vua vừa nghe là đã hiểu ra ngay được nỗi lòng của các đại thần. Ông chỉ mỉm cười, đáp. Chim không bay, nhưng một khi đã cất cánh là sẽ bay thẳng lên trời. Chim không hót, nhưng một khi đã cất tiếng là hót vang trời. Vị vua này vừa dứt lời thì các quan đại thần cũng như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Không lâu sau, ông bắt đầu ra tay trừng phạt những kẻ phản trắc trong nhóm đại thần và trọng dụng nhiều nhân tài. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, dưới sự cai trị của ông, đất nước đã trở nên cường thịnh. Hóa ra trong suốt mấy năm đầu mới nắm quyền,
ông chỉ âm thầm quan sát rồi dùng hành động thay lời nói. Những người thức thời thường có trí tuệ rất cao. Những người có thể nhìn thấu tình hình trước mắt thường có tầm nhìn rất xa và rộng. Đôi mắt của họ như là một chiếc radar có thể rà soát không sót bất kỳ một cơ hội nào. Do đó, họ có nhiều khả năng thành công hơn. Người xưa có câu, kẻ thức thời mới là đấng quân tử, cho thấy tầm quan trọng của việc biết đánh giá tình thế. Từ đó, bản thân mới có thể đưa ra một quyết định chính xác có lợi cho bản thân là cương hay nhu. Người ít nói thường có trí tuệ phán đoán tình hình, là người có đầu óc nhạy bén, đồng thời biết hành động theo suy nghĩ của bản thân để đạt được mục tiêu lý tưởng của mình. Không những có trí tuệ mà họ còn có được dũng khí để hành động, có thể nói là hữu dũng hữu mưu. Như thế mới có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Andrew Carnegie, người giàu có thứ ba trong lịch sử thế giới và được mệnh danh là ông vua thép, nói rằng hành động luôn thể hiện nhiều điều hơn lời nói. Ông thừa nhận đối với nam giới, ông chỉ chú ý đến hành động và xem xét họ có thể làm được những gì, không phải chỉ là lời nói sáo rỗng. Một bản kế hoạch kinh doanh sáng sủa hay bài thuyết trình đầu tư rõ ràng mà không có khả năng thực hiện thì cũng chỉ là thứ vô dụng. Nên nhớ, khách hàng không quan tâm công ty của bạn có những phát ngôn gì. Cái họ cần là kết quả và giá trị cốt lõi của sản phẩm phải hoàn hảo, chất lượng. Yếu tố này không chỉ đúng khi kinh doanh mà được nhiều nhà lãnh đạo áp dụng trong quá trình tìm kiếm nhân lực. Vì một nhân viên có CV hoàn hảo cũng chưa chắc đã là người có năng lực thật sự. Lẽ tất nhiên, họ sẽ tuyển dụng những người nói được, làm được. Người có bản lĩnh không nhất thiết phải giỏi ăn nói, nhưng họ ý thức được lúc nào nên nói và lúc nào không nên mở miệng. Họ nói ít làm nhiều và thường dùng hành động để chứng minh bản lĩnh. Thứ ba là không ảo tưởng. Muốn làm bất cứ điều gì trong đời thì cũng phải học làm người trước tiên. Một người muốn thành công thì nhất định phải hiểu rõ mình là ai. Họ không tự ti cũng không ngạo mạn. Họ chỉ cần ở đúng vị trí của mình mà thôi. Làm người cần phải biết chừng mực. Làm việc cần phải có điểm dừng. Có câu chuyện được chia sẻ như sau. Từ nhỏ, Tùng đã chăm chỉ học hành với ước mong được đổi đời. Sau này, ông quyết định rời quê hương, đi du học để tầm sư học đạo. Học được một thời gian thì ông quyết định từ biệt thầy giáo và bạn bè. Ông bắt đầu đi chu du bốn phương để mưu cầu công danh sự nghiệp. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, ông chợt phát hiện ra bản thân chẳng thu hoạch được bất cứ điều gì. Ông đành quay về nhà trong nỗi hổ thẹn với chính mình. Ông tự nhốt mình trong phòng để soi lại bản thân. Hóa ra bấy lâu nay, ông đã quá cao ngạo và chìm đắm trong ảo tưởng. Từ đó, ông chuyên tâm học hành và cuối cùng cũng được thành danh. Một vị triết gia từng nói, một người không kiểm soát được mình giống như một cỗ máy đang bị phá hủy. Đời người là một quá trình để con người tu dưỡng. Hãy nhớ, làm người thì phải có nguyên tắc, làm việc thì phải có chuẩn mực. Ngày bạn biết làm chủ tâm mình để không tham không tiếc cũng chính là ngày bạn vươn lên làm chủ số phận. Bình tĩnh là bài học quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có trong hành trang của mình. Khi gặp khó khăn, nếu bạn không nghĩ cách giải quyết mà chỉ biết oán hận, trách móc cùng sợ hãi thì nó chỉ càng đẩy bạn gần hơn tới bờ vực thẳm mà thôi. Loại người gặp một chút chuyện đã làm ầm lên như thế thì vĩnh viễn cũng sẽ không làm nên được trò trống gì đâu. Ngược lại, nếu bạn chịu bình tĩnh giải quyết, không nóng nảy thì nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn. Bởi vì người như vậy có nền tảng tâm lý rất khác với người thường. Họ có thể bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc, mà đó chính là đặc điểm tiên quyết để thành công. Điều tạo nên sự khác biệt giữa người với người không phải là của cải hay năng lực, mà chính là tầm nhìn. Tầm nhìn quyết định vận mệnh. Nếu bạn muốn làm chủ vận mệnh của mình, hãy nhớ ba điều trên: không nói nhiều, không chỉ hoãn và không ảo tưởng.